họ đã ứng dụng cái mô hình 6 bước đó để có thể tăng doanh thu lên từ 200 đến 300% so với những quý trước hay so với những năm trước. Xin chào các anh chị, tôi là Coach Kason Quang, nhà huấn luyện doanh nghiệp Action Coach, văn phòng CB Firm, thành phố Hồ Chí Minh. Có rất là nhiều anh chị chủ doanh nghiệp đã nghe tới hoặc là đã biết tới hoặc thậm chí đã học về 6 bước để xây dựng doanh nghiệp thành công của Action Coach. Nhưng sẽ rất là nhiều người thắc mắc rằng là liệu là 6 cái bước này có phải là một cái mô hình thực tế, liệu có triển khai được trong cái thực tế hay không? Và họ luôn luôn băn khoăn là liệu có thể xây dựng được một doanh nghiệp sinh lời, vận hành hiệu quả mà không cần sự có mặt của chủ doanh nghiệp ở đó hay không? Vậy thì các anh chị hãy tới và tham dự chương trình Planning Bootcamp. Tại sao? Bởi vì tại Planning Bootcamp thì chúng tôi có tới từ 200 đến 300 chủ doanh nghiệp. Trong đó thì có rất là nhiều người đang là khách hàng của Action Coach. Họ đang được huấn luyện và đang được triển khai cái việc xây dựng doanh nghiệp theo mô hình 6 bước đó. Và các chị sẽ được học hỏi từ những gì từ họ. Các chị sẽ được nghe chia sẻ của những người họ đã ứng dụng cái mô hình 6 bước đó để có thể tăng doanh thu lên từ 200 đến 300% so với những quý trước hay so với những năm trước. Các chị cũng có thể nghe câu chuyện của họ để chia sẻ về cách mà họ đã xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp của họ như thế nào. Cái cách họ đã giảm thời gian làm việc của họ từ 60-70 giờ một tuần xuống chỉ còn 20 giờ, xuống còn 30 giờ một tuần ra làm sao. Và họ có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho cuộc sống của họ hơn. Vì vậy, còn chờ gì nữa? Các chị hãy đăng ký ngay tham dự chương trình Planning Bootcamp của chúng tôi để chúng ta có thể học hỏi từ những trải nghiệm mà những người đã ứng dụng thành công mô hình 6 bước của Action Coach. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ở đó.